hàng thử tiên cốt. Mới chơi phải thử tiên cốt chứ. Ta dứt khoát chọn chim nhỏ. Đến ta rồi, chim nhỏ cuối cùng cũng biến thành phượng hoàng. Hả? Sao tôi chết kém thế này? Còn bị đầu thai làm sai vặt. Không có linh khí, chỉ có mỗi cái rìu hỏng này. Chặt cây mà cũng rơi trang bị. Người ta chặt nhiều chút. Không cần để đánh luôn. Đến lúc đột kiếp rồi. Trực chiến tăng vòng vòng. Chiều chiến có suy nghĩ chút khác. Cảm giác ra đòn này sướng thiệt. Tháng sau chọn gì tốt nhỉ? Tải ngay để phát huy tài năng chặt cây của bạn. Thank you.
final round. Thank you.